Good morning everyone. Chào mừng các em quay trở lại với kênh học tập tiếng Anh Thủy Tips to Talk. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với đề minh họa số 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 ở 17 câu từ vựng từ câu 22 đến câu 38. Ok? Are you ready now? Let's start. Câu số 22 là kiến thức về collocation, tức là cụm từ cố định. Thông thường nó sẽ đi với động từ phía trước có chữ make thì có thể đi kèm với B hoặc C. Chúng ta có cụm từ make a donation, nghĩa là tặng, hiến hoặc quyên góp. Còn make an effort hoặc là make every effort, nghĩa là cố gắng, nỗ lực. Như vậy rõ ràng ở đây nó có chữ every, thì đáp án của chúng ta sẽ là D. Các câu lạc bộ địa phương đang cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ tuổi hơn. Make effort, cố gắng. Câu 23 là kiến thức về phrasal verb, cụm động từ. Câu A, pass away, nghĩa là qua đời, bằng nghĩa với die. Câu B, come away, thường đi với dưới từ from something phía sau, nghĩa là lìa ra, rời ra khỏi cái gì đó. Wear out, nghĩa là dần dần biến mất đi, cơn đau, thường nói về cơn đau nhé. Và go out thì có ba nghĩa là đi chơi, đi ra ngoài, hoặc là có quan hệ tình cảm, hẹn hò với ai, thường là go out with someone, hoặc là mất điện. Ok, như vậy thì vị trí này đương nhiên chúng ta chọn đáp án C, wear out. Tôi hy vọng rằng cơn đau đầu này sẽ nhanh chóng biến mất. Câu 24 là kiến thức về idiom, tức là thành ngữ. Ở đây ta thấy có chữ a friend. Đương nhiên, ta loại được đáp án A. Không thể là a friend or a friend. Ok. Rồi, có một cái mẹo cho các em, đó là các thành ngữ trong tiếng Anh rất hay có hình thức từ lái. Cho nên khi các em chọn lụi thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào ngay nhỉ? Câu đề nhé. A friend or a foe, nghĩa là bạn hay là kẻ thù. Sau khi tranh cãi, John không biết liệu Rick là bạn hay là kẻ thù nữa. Rival nghĩa là đối thủ, và blood nghĩa là... Câu 24 là kiến thức về từ vựng. Hold nghĩa là nắm giữ. Ví dụ, hold hands là nắm tay, cầm tay. Shake là rung lắc. Shake hands with somebody, bắt tay với ai đó. Lend là cho mượn, và thường thì nó đi trong cụm từ lend a hand, bằng give a hand hoặc là help, và thường đi kèm với giới từ with phía sau. Đây là cụm từ chúng ta học ở bài số 1 trong sách lớp 12, các em lưu ý nhé, mang nghĩa là giúp đỡ, giúp một tay. Ok. Và join nghĩa là kết hợp, tham gia, trong trường hợp đi với hands phía sau. Join hands nghĩa là chung tay với ai để làm gì đó, to do something. Ok. Các trường học trên toàn quốc nên chung tay để giải quyết các vấn đề về bắt nạt trên mạng. Ok, như vậy chung tay sẽ sử dụng đáp án D, join hands. Câu 26 là kiến thức về từ loại, tức là danh từ hay động từ, tính từ, trạng từ. Thì ta cần phải biết support. Câu A, vừa là danh từ vừa là động từ, nghĩa là hỗ trợ hoặc ủng hộ, giúp đỡ. Câu B, supporting là một động từ thêm ing, ok, nghĩa là đang hỗ trợ, sử dụng trong thì tiếp diễn. Rồi, đuôi ly của câu C sẽ là đuôi của trạng từ, một cách ủng hộ. Và khi chúng ta bỏ đuôi ly ra câu D này, thì nó sẽ là tính từ các em nha. Và thường thì tính từ này luôn đi kèm với giới từ of phía sau. Supporting of something or someone, nghĩa là ủng hộ ai hoặc cái gì. Vậy vị trí này ta thấy rõ ràng là phía trước có động từ to be và phía sau có giới từ of. Vậy chắc chắn chúng ta cần một tính từ supportive. Chỉ có cái này mới đi với giới từ of các em nhé. Cha mẹ nên ủng hộ các quyết định của con cái về nghề nghiệp trong tương lai. Câu tiếp theo là từ cùng trường nghĩa. Câu A, diploma, nghĩa là bằng trung học. Câu B, degree, là bằng đại học hoặc là sau đại học, thường học khoảng tầm từ 4 năm trở lên. License là giấy phép, thường sử dụng với driving license, là giấy phép để lái xe. Và certificate là giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ dành cho các khóa học ngắn, ví dụ vài tháng hoặc là dưới 2 năm. Ok. Trong câu ta thấy có cụm từ a master, nghĩa là thạc sĩ. Vậy là thạc sĩ là học sau đại học. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án B, a master degree, bằng thạc sĩ. Ok. Các ứng cử viên mà xin vào vị trí này thì cần phải có bằng thạc sĩ về khoa học. Câu 28-29 là tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân. Các em lưu ý, từ đồng nghĩa hay trái nghĩa chúng ta phải nhìn cho thật kỹ nhé. Vậy, một cái mẹo với tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa là chúng ta sẽ xác định xem từ này mang nghĩa tốt hay không tốt. Ở đây ta có thể dễ dàng xác định được nó mang nghĩa phủ định, nghĩa không tốt, dựa vào cái từ đầu tiên.
deforestation, những cái từ mà có cái tiếp đầu ngữ de sẽ mang nghĩa là đi xuống, phá hủy. Ok, deforestation là sự phá rừng. Sự phá rừng có thể gì đó một cách nghiêm trọng môi trường sống của nhiều loài. Như vậy nó có thể bằng nghĩa với chữ gì? À, phá hủy, tàn phá. Ok, mang nghĩa không tốt. Vậy thì việc của chúng ta sẽ là dịch nghĩa của bốn từ. Do harm to nghĩa là làm hại đến. Set fire to nghĩa là đốt cháy. Give rise to là gây ra. Và make way for là tránh đường cho hoặc là để qua. Vậy đương nhiên từ đồng nghĩa với jeopardize sẽ là do harm to. Ok, gây hại, làm hại cho. Câu 29, universal nghĩa là chung chung, phổ biến. Dịch bốn từ ra. Câu A, separated nghĩa là bị tách ra. Shared là được chia sẻ chung. Marked là được đánh dấu. Và hidden là bị giấu đi. Vậy đương nhiên là đồng nghĩa với universal là shared. Ok. Những vấn đề như nóng vội và thiếu kinh nghiệm là những đặc điểm chung của giới trẻ. Hai câu tiếp theo, 30-31 là tìm từ trái nghĩa với từ gạch chân. Cái phần này các em rất là dễ bị nhầm với cái tìm từ đồng nghĩa, cho nên luôn luôn phải nhìn cho kỹ nhé. Tôi nghĩ rằng không thể nào bỏ được các kỳ thi ở trường phổ thông. Chúng rất cần thiết để đánh giá cái sự tiến bộ của học sinh. Vậy abolish mang nghĩa là bỏ đi. Vậy trái nghĩa của bỏ đi là gì? Continue, tiếp tục. Extinguish, dập tắt. Organize, tổ chức. Hay stop, dừng. Đương nhiên đáp án sẽ là continue. Câu 31 là kiến thức về thành ngữ, idiom. Cụm từ close to the bone nghĩa là thiếu tế nhị hoặc cợt nhã. Câu A, annoying nghĩa là làm phiền. Personal thuộc cá nhân. Respectful nghĩa là lễ phép, kính cẩn. Và offensive là làm phiền, làm khó chịu. Vậy trái nghĩa với close to the bone sẽ là đáp án C, right. Lễ phép, kính cẩn, respectful. Anh ta nói, anh ta chỉ nói đùa. Nhưng những lời bình phẩm của anh ta thì rất là thiếu tế nhị. Hai câu tiếp theo là những câu trao đổi, tức là speaking. Hai người nói chuyện cùng nhau. Tom và Cindy đang nói chuyện về phụ nữ ngày nay. Tom nói, tôi nghĩ rằng phụ nữ đã kết hôn không nên đi làm việc. Cindy nói, it's too boring to be housewife all their life. Thật là quá nhàm chán để làm bà nội trợ suốt cả đời. Như vậy có nghĩa là bạn Cindy không đồng ý. Vậy câu nào thể hiện sự không đồng ý? Đáp án sẽ là D, I don't agree. Tôi không đồng ý. Câu B, có lẽ vậy, tôi không chắc chắn. Câu C, tôi không thể nào đồng ý với bạn nhiều hơn, tức là tôi cực kỳ đồng ý rồi. Và câu D, that's right, cũng là rất đồng ý. Vậy đều không phù hợp về nghĩa, đúng không nào? Câu 33, Lucy đang nói chuyện với Hương, một người bạn Việt Nam, về ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Lucy nói, có bất cứ điều gì chúng ta có thể làm về ô nhiễm không khí độc hại ở Hà Nội gần đây hay không? Bạn Hương trả lời, nhưng mà điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là tránh ra ngoài đường và phải đeo khẩu trang. Vậy thì đáp án sẽ là I don't think I know the answer. Tôi không nghĩ là tôi biết câu trả lời, nhưng mà tốt nhất là cứ tránh đi ra ngoài và đeo khẩu trang vào. Ok, you're telling me, bạn đang bảo cho tôi đấy. I could say yes, tôi sẽ nói ừ có. That's easy, thật là dễ. Như vậy thì nó đều không phù hợp với ý nghĩa. Tiếp theo là một bài đọc điền từ vào chỗ trống gồm 5 vị trí. Câu 34 là kiến thức về từ vựng. Chúng ta lưu ý phải dựa vào ngữ cảnh, tức là thường dựa vào cái từ đứng trước và đứng sau nó. Ở đây phía sau có giới từ out, vậy chúng ta sẽ ghép vào với những động từ này để dịch nghĩa của nó nhé. Throw out nghĩa là vứt bỏ cái gì đi. Fall out nghĩa là trở nên lỏng lẻo và nó rơi ra. Come out là lộ ra, xuất bản, đưa ra. Thường là nói về báo chí hoặc là một cái sản phẩm về bộ phim ra mắt, vân vân. Help out nghĩa là giúp đỡ ai đó. Vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn vào phía trước có cụm từ the result of university entrance exam, nghĩa là kết quả của kỳ thi đại học được đưa ra. Ok, đáp án sẽ là come out. See. Câu số 35 là kiến thức về lượng từ. Các em lưu ý, most nghĩa là hầu hết và luôn đi với danh từ
không đếm được, hoặc nếu đếm được thì phải ở số nhiều. Few nghĩa là rất ít, và sau nó bắt buộc phải là danh từ đếm được ở số nhiều. Little cũng là rất ít nhưng là danh từ không đếm được theo sau. Còn much cũng đi với danh từ không đếm được và nó dịch là nhiều. Vậy chúng ta sẽ quan sát dựa vào phía sau. Phía sau đây không có một danh từ các em. Portrait là một động từ nguyên mẫu. Mà đây là động từ tức là vị trí phía trước sẽ thiếu gì? Chủ ngữ ở hình thức số nhiều thì động từ mới ở nguyên mẫu, đúng không nào? Thì hiện tại đơn ấy. Vậy ta bỏ ngay được hai đáp án, đó là little and much. Ok, cái đây đi với số ít nhé. Most or few phải dịch nghĩa của câu, được chưa? Mỗi mùa hè khi kết quả của kỳ thi đại học có rất nhiều câu chuyện trên báo sẽ được xuất bản về những học sinh mà có điểm tốt đầu trên khắp đất nước. Hầu hết ở đây là hầu hết các câu chuyện ấy đều khắc họa những học sinh này là chăm chỉ, siêng năng, thông minh, vân vân. Như vậy ở đây sẽ chọn đáp án most vì nó phù hợp về ý nghĩa, nó có chữ story đằng sau nhưng mà nó được lược bỏ ấy. Câu số 36 là kiến thức về đại từ quan hệ. Kèm nhớ nhé, trong bài đọc mà điền từ vào chỗ trống này lúc nào cũng có một câu về đại từ quan hệ hết. Vậy chúng ta phải dựa vào danh từ đứng trước nó. Ok, đại từ quan hệ bổ nghĩa cho danh từ đứng ngay trước nó nha. Thứ nhất, có dấu phẩy chúng ta bỏ ngay được đáp án A, that không đi theo sau dấu phẩy hoặc dưới từ. Rồi, what không phải là một đại từ quan hệ. Ok, which and why đương nhiên đáp án sẽ là which, vì which là thay cho một danh từ chỉ vật hoặc thay cho cả một câu đứng trước. Còn why thì thông thường là nó chỉ đứng sau cái cụm từ the reason. Ok, lý do tại sao mà. Những học sinh này thường là quá nghèo đến nỗi không thể tham gia bất cứ một lớp học thêm nào, điều mà khiến cho thành tựu của chúng càng nên hoành tráng và càng đáng giá. Vậy rõ ràng là chữ which ở đây dùng để thay thế cho cả cái câu phía trước. Câu 37 là kiến thức về từ nối. Therefore nghĩa là do đó, do vậy. However, tuy nhiên. Instead, thay vì. Và whereas là trái lại hoặc trong khi đó. Dịch nghĩa của từ nối chúng ta cần phải dịch câu trước và câu sau. Nếu như những học sinh khác tôn trọng họ giống như là những cái mẫu thì tất nhiên điều đó là tuyệt vời. Theo một cách khác, nó sẽ khiến cho thái độ của xã hội cho rằng vào được đại học là cách duy nhất để thành công. Vậy rõ ràng hai cái câu này nó mang nghĩa như thế nào? Trái ngược nhau, đúng không nào? Phía trước thì đó là một điều tuyệt vời, nhưng phía sau thì cho đó là một điều duy nhất để thành công. Như vậy cái từ only nó sẽ mang nghĩa không tốt em nha. Hai cái trái ngược thì sẽ nối với nhau bằng however. Ok, bạn nào mà chọn lội thì chúng ta cũng sẽ nghiêng về however hoặc là therefore nhé. Đặc biệt phía trước có dấu chấm và phía sau có dấu phẩy này. Ok, câu số 38 là kiến thức về từ vựng hay là từ loại. Vị trí này là một cái cụm từ cố định. University entrance exams nghĩa là những kỳ thi vào đại học. Okay, entrance là một danh từ và nó làm định ngữ cho danh từ exam phía sau. Enter là động từ nghĩa là vào. Entering đương nhiên là động từ thêm in và entered là động từ thêm ed. Vị trí này cần một danh từ. Ok, congratulations. Như vậy là cô trò chúng ta vừa cùng nhau hoàn tất 17 câu từ vựng thuộc đề minh họa số 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cô trò chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau ở những phần tiếp theo, phần thứ 3 của đề thi này nhé. Các bạn cố gắng xem cho thật kỹ, biết đâu lại học được một số mẹo hay cô đã bày để áp dụng vào bài thi nhằm nâng cao điểm số của mình. Ok, now, it's time to say goodbye.